Xin chào mọi người ạ. Hello everyone. Cô Hằng đây, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với cô nhé các bạn ơi. Xin chào tất cả mọi người. Các bạn đã vào chưa nhỉ? À, chúng ta sẽ phải đợi một chút xíu ạ. Ok, sẽ cùng cô nghe một chút xíu nhạc tiếng Anh nhé. Xin chào mọi người ạ. Xin chào mọi người, mời các bạn cùng học với cô ạ. Xin chào mọi người và cùng học với cô ạ. Chắc là chúng ta sẽ phải đợi một chút xíu ạ. Ok, nào chúng ta chuẩn bị vào học với cô Hằng ạ. Trong chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một số từ vựng ạ mà chúng ta có thể nói làm thế nào để hay hơn. Ngoài cái việc chỉ nói là very, thì các bạn có thể sử dụng một số từ vựng sau để cái bài của mình nghe rất là thật là phong phú nhé các bạn ơi. Nào mời mọi người cùng học với cô nhá. Ok, các bạn đã nhìn được cô chưa ạ? Nếu mà các bạn nhìn thấy cô rồi hãy say hi để cô biết các bạn ơi. Xin chào tất cả mọi người ạ. Một số từ vựng mà các bạn nên biết trong tiếng Anh nhá. Ok, rồi, nào vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một số từ vựng ạ. Làm thế nào để chúng ta nói hay hơn trong tiếng Anh mà không phải sử dụng các cái từ như là từ very, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy cái từ very là cái từ mà các bạn sử dụng rất là nhiều trong tiếng Anh, đúng không ạ? Ví dụ như là very hot, very cold, very tired, very weak, very strong. Vậy cái từ very thì mang nghĩa rằng là rất là cái gì đấy, tức là nó tăng cái mức độ của cái từ vựng hoặc cái tính từ mà chúng ta thường gặp lên. Tuy nhiên khi mà các bạn nói cái từ very nhiều á thì nghe nó sẽ rất là chú ý, bởi vì là nó sẽ cảm ra cái tạo ra cái cảm giác là nó lặp lại các bạn ạ. It is a repetition, tức là cái lặp đi lặp lại cái từ very nó rất là nhàm ạ. Vậy ngoài cái việc mà bạn cứ nói là very rất cái gì đấy thì các bạn có thể sử dụng một số từ như sau nhé, để cái bài của mình nghe nó hay hơn nhé các bạn nhé. Nào bây giờ cô Hằng sẽ mời các bạn cùng sử dụng một số từ vựng với cô trong cái bài hôm sau hôm nay nhá. Nào, từ đầu tiên ạ, khi mà các bạn muốn nói rằng là tôi rất là nóng ạ, trời rất là nóng, xin lỗi, trời rất là nóng ạ, hoặc tôi cảm thấy nóng ạ, thì các bạn thường sử dụng từ gì? Nào mọi người ơi, trời nóng các bạn thường sử dụng từ gì ạ? Nào mời mọi người comment dưới cho cô ạ. Khi các bạn muốn nói rằng là trời nóng ạ, các bạn sẽ nói là từ gì ạ? Rồi, chính xác, có một số từ như là từ very hot, đúng không ạ? Từ này không đọc là hot nha các bạn ơi. Khi mà các bạn đọc từ này, các bạn ghi nhớ cho cô nhá, âm của chúng ta như sau này, hot, âm o, chứ không phải là âm o. Đó. Khi mà chúng ta nói theo anh ạ, thì các bạn có thấy miệng có thể tròn lại một chút xíu là hot, hot, hot. Nhưng mà anh Mỹ, xin lỗi anh ạ, miệng có thể tròn lại về hot, hot. Còn anh Mỹ thì thông thường nó sẽ thành chữ A, đúng không ạ? Miệng của chúng ta hơi hơi gằn xuống thành chữ A trong cổ họng. Các bạn sẽ đọc là hot, 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 hot. Không đọc là hot nữa, đúng không? Nghe như thế thì nghe nó, cái giọng của mình nó có thể chuyển âm và nhảy âm nhanh hơn ạ, được chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta nói là nóng, các bạn có thể nói là very hot, very hot, very hot, very hot, đúng không? Nhưng mà nếu bây giờ các bạn muốn nói rằng là trời rất là nóng nực, giống như là mùa hè sắp tới này, the upcoming summer is very scorching, chúng ta sẽ có một từ là từ scorching, ok? Nào, cô nhắc lại một lần nữa nhé, chúng ta có một từ là từ nóng nực ạ. Các bạn có thể sử dụng từ scorching, scorching, không đọc là scot nha. Các bạn ơi, ghi nhớ cho cô từ này là từ scorching, 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 không phải là scorching, scorching nhá, ghi nhớ cho cô như vậy ạ. Từ này chúng ta đọc là scorching, 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 mang nghĩa là trời rất là nóng nực ạ, đúng không ạ? Nào, nghe cô đọc lại phần phiên âm của nó nhé. S-C-O-R-C-H-I-N-G,
scorching đúng không ạ? Scorching. Và ghi nhớ là khi chúng ta nói cái từ này ạ thì chúng ta sẽ có một từ đấy là từ âm r ạ. Vậy các bạn nhớ cong cái lưỡi của mình lên ạ. Chúng ta sẽ đọc là scorching, scorching, scorching. Okay. Rồi. So if you want to say very hot, you can say scorching. Nếu bây giờ các bạn muốn nói là trời rất là nóng, it is very hot, you can say it's scorching instead. Cái câu này mình có thể nói là it's scorching, mà nghĩa là ôi trời nóng quá, it's scorching. Ngoài cái việc nói là hot, các bạn hãy nói là scorching. Nào bây giờ mời mọi người cùng viết cho cô cái từ đấy xuống nhé. Khi mà các bạn xem và cùng xem các phần video với cô thì các bạn cố gắng là comment xuống bên dưới để chúng ta cùng tương tác với nhau ạ. Từ này của chúng ta nói là scorching, 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 không đọc là scorching ạ. Một số bạn mà đọc mà ẩu ấy thì miệng của chúng ta hay đọc là scot, nhưng mà cái từ này âm của nó là âm or dài, mình tròn cái miệng lại. Or scorching, scorching. Và âm ing này thì nó không nhận trọng âm nên không đọc là scorching. Tức là mình đấy là nó sẽ dài trên một đường thẳng như thế này là sẽ sai ngay nhé. Không đọc là scorching mà đọc là scorching, 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 được chưa? Ok, đấy là từ đầu tiên khi các bạn muốn nói là ôi trời rất là nóng ạ. Trời rất là nóng, các bạn sử dụng cụm từ là scorching. Thế bây giờ tôi có một từ ngược lại ạ, đó là trời rất là lạnh ạ. Nào, rất là lạnh thông thường các bạn sử dụng như thế nào ạ? Đặt cho cô một câu luôn ạ, trời rất là lạnh. Trời rất lạnh ạ, các bạn sẽ nói như thế nào ạ? Cô mời các bạn nào. Trời rất là lạnh ạ. It is very. Từ này của chúng ta hay giữ từ gì nhỉ? Rồi, lạnh đúng không ạ? Các bạn sẽ có ngay từ cold đúng không ạ? Còn cái từ cool mà các bạn đang comment ấy có từ là COOL. Cái từ đây là cool thì cái từ đấy mang nghĩa là mát mẻ thôi chứ không phải là lạnh đâu. Đó, các bạn ghi nhớ cho cô nhá, từ này nó hiểu của nó nghĩa là mát mẻ. It is very cool mang nghĩa là trời rất là mát mẻ. Còn trời mà lạnh các bạn có thể sử dụng từ là it is very cold. It is very cold. Very cold. Thế ngoài cái việc mà sử dụng cái từ cold ra thì các bạn còn có thể sử dụng từ gì ạ để nói rằng là cái trời rất rất là lạnh các bạn ơi? Cozy không có đúng ạ. Cozy là ấm áp, thông thường chúng ta sẽ nói về một cái bầu không khí ấm áp thì mình mới sử dụng từ cozy nhá. Cozy, cozy atmosphere, cozy meal, cozy atmosphere mang nghĩa là cái bầu không khí rất là ấm áp. Cozy, các bạn nghe. À, cái này giống như cái bánh cozy của các bạn ấy, đúng không ạ? Đấy, cái bánh đấy thì cái từ đấy là cozy, đọc là cozy, ấm áp. Cozy theo kiểu là bầu không khí ấm áp hoặc là một gia đình ấm áp, một bữa ăn đầm ấm thì mình sử dụng từ cozy, các bạn ghi nhớ nhá. Còn cái từ cold của mình nó nói cái từ lạnh nó khác cơ, đấy chưa? COLD. Còn cozy chúng ta sẽ có từ COZY, Z y dài đúng không? COZY. Vậy bây giờ ngoài cái việc các bạn muốn nói rằng là cái thời tiết lạnh ạ, các bạn sử dụng từ cold. Các bạn có thể sử dụng từ freezing các bạn ạ. Từ này mang nghĩa là cực kỳ lạnh ạ. Freeze mang nghĩa là đóng băng. Freezing là một tính từ. Freezing is an adjective. And we often use the weather is freezing outside. The weather is freezing outside. The weather is freezing outside. Câu này mang nghĩa là gì nhỉ? The weather is freezing outside. Freezing, các bạn cùng comment lại cho cô từ này ạ. Từ này chúng ta hiểu là freezing. Dẹp miệng nè. Freezing. The weather is freezing. The weather is freezing outside. The weather is freezing outside. The weather is freezing outside. Mang nghĩa là trời rất là lạnh ở ngoài ở bên ngoài đúng không ạ? Vậy từ freezing chúng ta sẽ hiểu là nó cực kỳ lạnh ạ. Freezing là rất là lạnh ạ. Được chưa? Rồi cô nhắc lại một lần nữa nha, chúng ta sẽ có từ là từ freezing. Freezing, freezing. Ok, bây giờ tôi muốn nói một từ nữa rất giống nghĩa với từ freezing. They are a synonym of each other. Hai cái từ này nó sẽ là từ đồng nghĩa của nhau ạ. Chúng ta sẽ có từ freezing and chilly. Từ chilly cũng mang nghĩa là rất lạnh ạ bạn ơi. Ví dụ nhá. It is chilly outside so I have to wear thick coats. It is chilling outside. It is chilly outside so I have to wear thick coats. Cụm từ này mang nghĩa là trời ở ngoài rất là lạnh ạ. Chilling thành chilly các bạn ạ. Chilly mang nghĩa là mình rất là lạnh các bạn ạ. Ví dụ như trong trường hợp mà mình đi ra ngoài ấy, đúng không ạ, mà trời nó rơi khoảng tầm 0 độ đúng không ạ, vậy nhiệt độ bây giờ nó chỉ là 1 cm chẳng hạn đấy, ví dụ như thế, thì các bạn sẽ thấy rằng là toàn bộ những cái từ này các bạn có thể sử dụng hai từ hoặc là freezing hoặc là chilly. Chilly nhưng mà là chilling đâu các bạn ạ. Các bạn ơi, từ này đọc là chilly nhá. Chilly or freezing. Chilly and freezing. Mang nghĩa là trời rất là lạnh. Bây giờ tôi sẽ nói một câu như sau. It is chilly outside, so I have to wear thick coats. It is chilly outside, so I have to wear thick coats. Ở đây tôi có một từ là từ thick, mang nghĩa là dày.
coat là cái áo choàng của mình ạ. Thick coat mang nghĩa là áo choàng rất là dày. Trời ở ngoài rất là lạnh nên tôi phải mặc những cái áo choàng dày. Trời bên ngoài rất là lạnh nên tôi phải mặc các cái áo choàng dày, được chưa? Ai chưa biết thì các bạn có thể check note lại cái câu đấy cho cô luôn nhá. Cùng comment xuống dưới phần comment cho cô này. Nhắc lại một lần nữa. It is chilly outside, so I have to wear thick coats. Thick mang nghĩa là dày, dày dặn, đúng không ạ? Mỏng thì nó nhẹ này, dày nó dày như thế này. Đó. Thick coats. Âm này của chúng ta có chữ O và thông thường ạ, khi mà các bạn đọc cái chữ này ạ, kết thúc của nó là đuôi T, thì mình thêm chữ S thì mình đọc là thick coats. Thick coats. Thick coats. Âm này là âm O chứ không đọc là coat. Một số bạn đọc là coat hay là quát thì là sai nhá. Cái từ áo choàng là coats. 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 Ok, nào nói lại một lần nữa nhá. It is chilly outside, so I have to wear thick coats. Ghi nhớ cho cô phần ending sao, cô sẽ đọc lại thật kỹ các bạn nhé. Chúng ta sẽ có hai từ. We have two words here. Freezing and chilly. Freezing and chilly đều mang nghĩa là rất là lạnh, đúng không? Bây giờ tôi có một ví dụ như sau này. The weather is freezing outside. Ngoài trời đang rất là lạnh. The weather is chilly outside. Ngoài trời đang rất là lạnh. Hoặc the weather is freezing outside. Đều đúng. I have to wear thick coats. I have to wear thick coats. Tôi phải mặc các cái áo rất là dày. Được chưa? Nào từ tiếp theo, khi tôi muốn nói là tôi rất là buồn ạ, các bạn sẽ sử dụng từ gì ạ? Từ buồn các bạn sử dụng từ gì? À, ví dụ như cảm xúc của mình đúng không? Hôm nay tôi rất là buồn các bạn ơi. Hôm nay tôi buồn thì vậy tính từ buồn sẽ là gì ạ? Nào cô mời mọi người cùng comment cho cô nhé. Từ buồn chúng ta sẽ có từ sad hoặc là unhappy, đúng rồi. Sad hoặc là unhappy. Sad cũng được các bạn ơi, unhappy cũng được. Còn cái từ bored mà nghĩa là buồn chán. Chán nó khác với buồn đúng không ạ? Ví dụ hôm nay tôi chán lắm ạ, thì mình sử dụng từ bored. Chán sử dụng từ bored mà viết là B-O-R-E-D. Từ đây là bored. Bored, bored. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình nói là tôi rất là buồn ấy, buồn theo kiểu là buồn buồn dầu ấy, chứ không phải là chán nữa, thì chúng ta sử dụng từ bad, từ sad. Từ sad. Tuy nhiên mình có thể sử dụng một từ nữa là từ unhappy cũng đúng nhé các bạn nhá. Nào mời các bạn cùng gõ lại cho cô này. Unhappy or sad. Unhappy or sad, đúng không ạ? Nhưng ngoài ra các bạn có thể sử dụng một từ hay hơn rất là nhiều, đó là từ disappointed. Cái từ đấy mang nghĩa là thất vọng. Thế nhưng mà khi mà các bạn muốn nói rằng là buồn chán ấy, buồn ấy, buồn ấy, nhìn rất là buồn ấy, thì mình có thể sử dụng từ disappointed nhá. Khi mà mình muốn tăng cái mức độ buồn lên ạ, she looks sad or she looks disappointed. She looks sad or she looks disappointed. Cô ta nhìn buồn ạ, và cô ta nhìn thực sự là sầu não ạ. Disappointed. Sầu não tức là nhìn rất là thất thểu này, không có cái gì mà còn động lực trong cuộc sống nữa, thì các bạn sử dụng từ disappointed các bạn nhá. Từ này thông thường các bạn muốn nói là thất vọng đấy ạ. Nhưng nếu các bạn muốn sử dụng trong trường hợp về cảm xúc, mình vẫn có thể dịch nó là rất là buồn, rất là buồn, rất là buồn. Đấy chưa ạ? Rồi các bạn ơi, các bạn cùng viết lại cho cô ba từ chúng ta vừa mới nói này. Sad. Sad. Các bạn nhớ từ này không đọc là sad nha. Ví dụ như âm này là âm A chứ không phải là âm E. Không đọc là sad mà đọc là sad. 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 Từ tiếp theo của chúng ta là từ unhappy. Unhappy. Or từ disappointed. Disappointed. So you can use sad, unhappy, disappointed. Được chưa? Unhappy, disappointed or sad. She looks so sad or she looks so disappointed. Điều đúng ạ. Cô ấy nhìn buồn lắm. Hoặc là cô ấy nhìn thiểu não lắm. Được chưa các bạn ơi? Ok chưa nào mọi người ơi? Nào thế bây giờ chúng ta muốn nói rằng một điều gì đấy rất là tuyệt vời ạ. Nào tuyệt vời tốt ạ. Các bạn dùng từ gì? Tuyệt vời hoặc là tốt ạ, cô nghĩ là bạn nào cũng sẽ biết từ này này. Các bạn hay nói là very good đúng không ạ? Đọc là very good. Very good, không đọc là good nha. Rất là tuyệt vời, đọc là great hoặc là good. Không đọc là great mà đọc là great. Great hoặc là good cũng được nha các bạn nhá. Great or good đều đúng. Good là tốt, great là tuyệt vời. Great, dệt miệng lại cho cô ạ. Great or good. Great or good. Tuy nhiên các bạn có thể sử dụng một từ rất là hay, đó là từ fabulous. Fabulous. Cái từ này nếu mà nói về ngoại hình của một người nào đấy, ví dụ như cô Hằng chẳng hạn, she looks so fabulous, mà nghĩa là ôi cô này nhìn xinh thế. Đấy, đúng không ạ? Cô xinh thế. Hoặc là cô này nhìn lộng lẫy thế, vẻ đẹp thật là bừng sáng như lồng đèn đó. Thì cái câu này của chúng ta sẽ là từ fabulous. Nhưng cái từ fabulous có thể sử dụng trong các cái loại tính từ để nói rằng là một cái người nào đấy ạ, hoặc là cái việc gì đấy rất là tuyệt vời các bạn ạ. You look fabulous. You look fabulous. You look fabulous. You look fabulous. Ôi bạn nhìn thật là tuyệt vời. Hôm nay bạn nhìn lộng lẫy quá. Được chưa? Để sử dụng cụm từ là từ fabulous. Nhưng mà ví dụ là bạn làm những cái điều gì mà thật là tuyệt vời, mình có thể là what you did was fabulous. What you did was fabulous.
What you did was fabulous. What you did was fabulous. Ôi, những gì bạn làm thực sự rất là tuyệt vời ạ, gây ấn tượng rất là mạnh ạ. Ok, nào nghe lại một lần nữa nhé. Chúng ta sẽ có từ good or great, nhưng các bạn có thể sử dụng từ fabulous khi mình muốn nói rằng một điều gì đấy thật là tuyệt vời. Fabulous, fabulous. Các bạn cùng nghe cô đọc lại một lần nữa nhé, đọc thật chậm này. Fabulous, fabulous, fabulous. Trong âm dương thứ nhất đúng không ạ? Miss Hằng looks fabulous. Miss Hằng looks fabulous. Thank you. Nào hoặc các bạn có thể nói rằng là what you have done is fabulous. Những cái gì mà bạn đã làm thật là tuyệt vời. Your company is fabulous. Công ty của bạn thật là tuyệt vời đúng không ạ? Okay. Her boyfriend is so fabulous. Ôi bạn trai của cô ấy đẹp tuyệt vời, hoặc là rất là tuyệt vời, là một người rất là tuyệt vời ạ. Her boyfriend is fabulous. Được chưa? Okay. Vậy chúng ta có 3 từ rồi nhá. Great, good and fabulous. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng một từ là từ fantastic. Fantastic. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Các bạn có thể sử dụng một từ là từ fantastic. Ví dụ như mình muốn nói rằng ôi, amazing good job đó, thì cái từ amazing hoặc là cái từ fantastic đều là những từ đồng nghĩa nhau, các bạn có thể sử dụng được luôn các bạn ạ. Amazing, 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 được chưa? The project is amazing. The project is amazing. The project is fabulous. The project is fantastic. Ba từ. Amazing, fabulous, fantastic đều giống nhau. Được chưa? Các bạn đều sử dụng cùng với sắc thái để tránh cái việc là lặp đi lặp lại nhiều lần ạ. Các cái từ thì nghe nó sẽ rất là nhàm ạ. Các bạn cố gắng đưa cho cô các từ này vào thì các bạn mình rất là hay nhé các bạn ơi. Một này, fabulous, 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 fantastic, fantastic and amazing. Các bạn hay nói là amazing good job vậy đấy, thì chính là cái từ này này. Amazing. Các bạn nhớ cho cô trong âm dương thứ hai này. Amazing. 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 Amazing or fabulous trong âm dương thứ nhất. Fabulous trong âm dương thứ nhất, thật là tuyệt vời. Or fantastic. 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 Được chưa các bạn ơi? Rồi, vậy nhắc lại toàn bộ các từ vựng nha. Các bạn cùng comment xuống dưới cho cô luôn để cô thấy có những bạn gõ rất là nhanh này. Number one, fabulous, 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 great, good, fantastic, and amazing. À, đây là 5 từ các bạn vừa mới học xong nha, ghi nhớ cho cô nha. Amazing, fabulous, fantastic, great, and good. Thay vì cái việc là nói very good, mình có thể nói là very fabulous, hoặc không cần very nữa. Fabulous, fantastic, amazing. À, xong chưa các bạn ơi? Nào, bây giờ tôi muốn nói rằng là cái gì đấy rất là to đúng không ạ? Ngôi nhà rất là to này, ngôi biệt thự rất là to. Vậy cái từ to của chúng ta sẽ là cái gì các bạn? To ạ, khi chúng ta muốn nói là to ạ. Ok, rồi cô thấy các bạn comment nhanh quá. Very good. Big, đúng rồi ạ. Hoặc là từ gì nữa? Chúng ta có rất nhiều từ muốn nói đến big đúng không ạ? Ví dụ như this house is so big. This house is so big. This house is so big. Hoặc các bạn có thể nói là this house is giant. Giant, giant. Từ này sẽ viết như sau nha. G-I-A-N-T. Giant. Chứ không đọc là gan. Một số bạn hay đọc một âm tiết thực tế, từ này có hai âm tiết ạ. Giant, 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 giant. Hoặc các bạn có thể sử dụng từ là từ huge. Huge, huge, huge. Có một âm tiết, giant có hai âm tiết, được chưa? Rồi cô nhắc lại một lần nữa nha, các từ như sau. Huge, 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 huge or giant, giant, giant. Hoặc cái từ nữa là từ enormous, enormous. Các bạn đã từng nghe từ này chưa? Enormous, enormous, enormous. Okay, so let me spell it. Now we have the word E N O R M O U S. Enormous, enormous. E N O R M O U S. Enormous, mà nghĩa là ôi to lắm ạ, rất là to. Ok chưa? Rồi, now, enormous, big, giant, huge. Bây giờ sẽ có một từ nữa nha, nào các bạn comment được chưa? Nào một từ nữa, đó là từ gigantic. Gigantic, mà nghĩa là ôi rất là to, very, very big, very big, very huge. Thì các bạn sử dụng từ là từ enormous, hoặc là từ gigantic, gigantic, gigantic. Ok, cô ví dụ như sau nha. À, cái từ này khi mà các bạn viết thì các bạn sẽ viết như sau nhá. G-I-G-A-N-T-I-C. Gigantic. Gigantic. Ok, vậy chúng ta sẽ có các từ liên quan đến từ to này. Big. Big. Huge. Nào comment được chưa? Cô sẽ đọc thật chậm để các bạn cùng comment lại nhé các bạn ơi. Big.
big, big, huge, 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 giant, 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 enormous, 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 and gigantic, gigantic, chứ mà là gigantic, viết thì là ghi nhưng khi đọc sẽ là gi, 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 gigantic, gigantic, gigantic. Okay, so remember we have từ đầu tiên này, từ đầu tiên ạ, big, xong chưa? Rồi, cô sẽ dành cho các bạn 20 giây để cùng comment lại cho cô này. Những người mà các bạn vừa xem vừa tương tác với cô thì rất là tốt cho các bạn có thể luyện được phần phát âm của mình cũng như là về phần chính tả, đúng không ạ? Đầu tiên là big, huge, huge. À, đuôi này là đuôi GE, khi bạn nói các bạn bẩy đầy hơn cho cô. Huge, huge, huge. Big, huge, gigantic, gigantic, gigantic. Từ tiếp theo, enormous, enormous, enormous. Và từ cuối cùng là từ giant, giant, giant. Được chưa? Rồi, nhắc lại lần cuối nha. The last time. Big, big, big. Huge, huge, huge. Ghi nhớ. Huge. Giant, giant. Enormous, enormous, enormous. And gigantic, gigantic, gigantic. Okay. So, this is a short video for you to learn about ways to avoid saying very. Đây là cái phần video giúp các bạn có thể nói tránh các cái từ very đi để bài của mình có thể phong phú hơn và từ vựng cao cấp hơn nhé. So, that's all for today. Bye bye. See you.